hôm nay mạnh diễn xin test thử trước mic Nhật Tokama hàng bãi Nhật các bác nhá. Hát thử một bài nhạc trẻ này, ok, xem tiếng mic có hay không nhá. Lên 67. Vòng đu quanh cứ mỗi phút giây bay lại càng lên cao, dường như với tới một đám mây đang ngoài trôi lững lờ. Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ dịu cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ lầm lấy nhưng vô tình không ai thấy. Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê giữa thơm. Ngồi bên em mà tình bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, cứ ngây thơ hiền như ánh trăng. Chỉ là do anh mất một muốn được ôm lấy em, để mãi mãi chờ che suốt đời. Thưa quý anh chị và các bạn, thì vừa rồi là mình đã test thử qua một ca khúc bay giữa ngân hà qua chiếc micro có dây phân khúc dưới 500.000. Mình đảm bảo với các bạn là kiếm một bộ mic mà như thế này cực kỳ khó các bạn ạ. Đấy, các bạn hãy mua về và trải nghiệm đánh giá xem cho mình chất lượng như nào các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.